phải xấu hơn em. Đó vậy, ảnh đẹp hơn em mất thôi em theo giữ ảnh nhưng mà chắc mình đã xấu hơn em, an toàn ở nhà. Cho màn xuống để mình đón cặp đôi thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ đón chào bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Chào em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ chị Cát Tường, em tên Nhi, năm nay 26 tuổi. Hiện giờ Nhi đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm trợ lý văn phòng. Để xem chàng trai chúng ta làm gì đây, xin mời. Mời bạn ngồi. Bạn tên gì? Em tên là Lê Bá Khôi, em năm nay 27 tuổi. Làm nghề gì? Em là giảng viên kế toán tài chính của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố. Wow. Như vậy thì ở cái môi trường đó tôi nghĩ rằng rất là nhiều người đẹp, sao nên ngồi đây làm gì? Không phải, riêng cái trường Đại học Ngoại ngữ thành phố, đặc biệt là cái khoa kinh tế tài chính thì toàn là những giáo viên lớn tuổi không. Em là giảng viên nhỏ tuổi nhất trong khoa. Nhi nè, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Bạn rất là xinh, không thể nào mà không có được đúng không? Dạ, mọi người cũng nói em vậy. Nhưng mà tại vì lúc mà em 18 tuổi á, là em có trải qua một cái mối tình hơi là nhiều đau khổ. Thành ra em không có muốn quen bạn nữa. Là hồi xưa giờ một mối tình một. Dạ. Là cái gì mình thất bại một lần là mình sợ luôn tới giờ. Tại vì sau khi mà cái chuyện nó trải qua thì em nghĩ là mình nên có tự chủ về tài chính, để không có phụ thuộc vào đàn ông nhiều. Thành ra em cố gắng học, cố gắng làm để kiếm được nhiều tiền. Bây giờ đã có được nhiều tiền chưa? Dạ vừa đủ. Dạ đủ rồi ha. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân, muốn lập gia đình chưa? Mẹ muốn. Cũng mẹ muốn nữa chứ mình chưa muốn hả? Dạ em nghĩ là cũng tới lúc rồi. Thì sau khi mà mẹ thuyết phục thì em cũng quyết định đến tham gia chương trình. Hồi xưa bạn có cái trở cái mối tình của bạn là bạn hẹn hò ở đâu? Dạ trước kia mối tình của em là học sinh chị. Thành ra em hẹn hò chắc là ở quán cóc kế bên trường. Nếu hôm nay mà mình kết hợp với cái anh bên kia thì mình mong muốn mình sẽ hẹn hò với anh ở đâu? Em muốn hẹn hò ở mấy chỗ event làm từ thiện chị. Ủa? Tại sao? Dạ tại em thích làm từ thiện. À đây cũng là một ý kiến hay, anh Linh thấy đặc biệt không anh Linh? Anh thấy đặc biệt đó. Đấy. À, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà tính luôn hết á là hai, còn nếu mà tính mối tình mà hai người yêu nhau á là chỉ có một thôi, còn cái tình còn lại là đơn phương. Bạn thích hẹn hò đâu nhất? Thường là những nơi nào mà lãng mạn như là rạp chiếu phim rồi cà phê, nhà hàng. Có bao giờ bạn xem phim bạn làm theo phim chưa? Có rồi, đang xem phim đến cảnh hung cái mình bắt chước nhân vật mình hung luôn. Chưa cũng có ý đồ nữa à. Ý đồ. Bạn thấy mình có ưu điểm như thế nào? Ưu điểm của em là em là hèn, tốt bụng, không có hút thuốc, nhậu nhẹt, la cà. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là lười. Em thích gì về bạn gái của em? Em thích một người cũng hèn, tốt bụng, rồi biết nữ công gia chánh. Ồ, Nhi có biết nữ công gia chánh không? Không dạ, biết. Thích bà gì ở bạn gái cái đó? Không thích bạn gái là nhiều chuyện. À Nhi nè, nhưng mà chị hỏi một chút, hồi nãy giờ thì em hay nhắc đến mẹ em nhiều. Thế hôm nay em đi mẹ có ủng hộ tinh thần em không? Dạ có, mẹ em có đi chung. À có đi chung luôn hả? Đâu dạ. Mẹ em đâu? Dạ, chào cô. À hôm nay cô đi theo ủng hộ con gái mình thì cô có đặt ra tiêu chí gì về cái người bạn trai hay là người rể tương lai của mình không? Cái tiêu chí thì để cho cháu nó tự đặt thôi. Chứ dạ. Mình cũng không có áp đặt nó nhiều lắm. Dạ có nghĩa là miễn cháu thích là được. Đúng rồi, miễn mà cháu cô, thích là được. Trước tiên là cô dòm cái thầy giáo bên kia thì cô cái cảm nhận đầu tiên thì cô thấy là được hay không? Nếu mà nhìn bề ngoài đó thì là coi như là thấy cháu bên đây cũng hiền, dễ thương. Nhưng mà tánh tình với đạo đức thì chưa biết. Dạ. Cô ơi, ngày xưa đó cô hẹn hò nhau nó có hiện đại như giờ không cô? Hồi xưa đó thì khi cô có gia đình thì cô đâu có hẹn đâu. Tại vì gia đình hả, hai bên cũng như là làm mai làm mối rồi chịu thôi hả, chứ đâu có hẹn hò đâu. Biết mặt lúc đó cô yêu chưa? Tại vì ông xã vừa cao lớn vừa đẹp trai. Vừa thấy là thành đẹp trai cao lớn là đồng ý liền hả? Tại vì hồi đó lúc cô còn trẻ đó thì nói thiệt, nếu mà tìm bạn đó cũng có nhiều người thích lắm, nhưng mà tìm không được tại đa số lùng lùng không hả. Mình lại cao nữa, thành ra khi mà gia đình giới thiệu thì thấy ông xã cũng cao hơn, rồi mặt mày cũng nói chung là sáng sủa, rồi ăn nói là cũng gia đình cũng vừa ý, chứ mà hồi đó không có biết tánh tình. Không có hẹn đó. Hò giống vậy, không có hiểu nhau. Giờ rồi. Trẻ thì hẹn hò chứ hồi xưa thì không có hẹn hò. Cảm ơn cô. Bây giờ cuối cùng là bạn mong muốn cái mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là như thế nào?
Dạ, em mong muốn bạn trai của em hiền, không có lười biếng, xong rồi hiếu thảo với ba mẹ. Với lại thêm cái quan trọng nữa là ảnh phải xấu hơn em. Sao vậy? Ảnh đẹp hơn em, mất công em theo giữ ảnh em mệt. Nó thành ra xấu hơn em, an toàn ở nhà. Tốt. Gì kỳ vậy? Nhưng nếu ngược lại vậy thì nếu mà bạn đẹp hơn anh đó thì anh lại không có tự tin, rồi anh đó lại phải đi theo giữ bạn nữa hả? Không, em chung thủy. Sao biết được? Không, em đảm bảo em chung thủy. Em đảm bảo em chung thủy. Dạ, từ đó giờ em mới quen có người là em chung thủy. Chị rất là thích cái quan điểm của em, mà cái chỗ này hơi lạ, chị thì không thích rồi, chị phải đẹp chị mới lấy, nhưng mà chị thấy em rất là lạ là lại muốn kiếm chồng mà người đó phải xấu hơn mình. À, để chị coi cái bên này xấu hơn em nhiều hay ít. Dạ. Chào chị. Dạ, chào thầy. À, vậy xấu hơn không? Chắc chắn là xấu hơn rồi. Vậy được rồi. Vậy được rồi, phải không? Nhưng mà thầy làm biếng quá, không có được. Không không, cái này là lời chứ không phải làm biếng. Có nghĩa là không tự là, nhưng mà chỉ cần kêu làm là sẽ làm. Thầy cao 1m mấy? 1m70. Thầy thiếu ăn cho thầy ốm vậy? Không, ăn nhiều mà vẫn không mập. Bây giờ sao cho nó mập? Cưới vợ. Thầy, thầy. Rồi, chúc mừng thầy sẽ lấy được một cô vợ xinh đẹp. Nhớ đừng có quên ông Mai bà mối này nha. Rồi đó là tôi về tôi nói tốt giùm, còn cái chuyện là cái duyên của thầy nữa, một hồi trao nhau ánh mắt rồi đó, coi sao. Nói chung là thầy giáo rất là vui, rất là hóm hỉnh. Bây giờ nghe bên kia nói nôn không? Nôn quá, kéo màn lẹ đi anh. Hả? Rồi, để anh xem thế nào nha. Chào bạn. Chào anh. Hồi nãy tôi rất thích cái chỗ mà bạn nói là em là em chung thủy. Phải không? Chắc chắn được đó đúng không? Dạ. À, rất là đẹp gái ha, rất là xinh xắn. Đẹp cao ráo giống mẹ vậy ha. Có thích chồng lùn hơn mình không? Dạ không. Ủa sao vậy? Em muốn lấy chồng để cải tạo nồi giống mà lùn hơn em là sao cải tạo. Đi về bên kia đi. Ta sẽ gặp mặt nhau. Dạ. Mở màn lên. Hai phút. Bắt đầu. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. À, người ta nói lady first, em có gì muốn hỏi anh trước không? Dạ, anh có hiếu thảo không? Hiếu thảo hả? Cái này là anh rất là hiếu thảo luôn. Dạ. Rồi anh có thích đi làm từ thiện không? Từ thiện hả? À, anh cũng thích, nhưng mà từ trước đến giờ là anh chưa có cơ hội đi lần nào hết. Chưa bao giờ làm không? Chưa có cơ hội để đi. Dạ. Tại vì thật ra mình không cần phải đi, mình có thể quyên góp cho một cái hội nào đó. À, người cái ta đó cũng thì, có thể giúp mình. Cũng không rành mấy cái đó. Cái đó thì anh Quyền Linh rành lắm, anh Quyền Linh đi từ thiện nhiều lắm. Dạ. Để sau này hỏi anh Quyền Linh. Hỏi em cũng được. Hiện giờ thì anh yêu thương ai nhất? Thấy em là ba mẹ trong gia đình đó. Dạ không, em không có ý gì hết. Anh có thể thương bất kỳ ai mà tại thời điểm hiện tại anh thấy anh thương ai nhất? Thời điểm hiện tại hả? Dạ. Thời điểm hiện tại là dĩ nhiên là thương ba mẹ nhất rồi. Không. Ở đây nè, thương ai nhất ở đây nè. Ở trong trường quay này hả? Ừ. Trường quay là thương em nhất. Nói vô vấn đề liền vậy đó. Thế mà kết hôn trong bao lâu thì em muốn có con? Dạ cái đó tùy theo ơn trời cho, khi nào nó có thì nó có chứ. Cái đó tùy theo năng lực của anh. Không, nhưng mà tùy theo... Chúng ta có 3 tiếp điểm. Chuẩn bị. 1 2 ba. Hết thời gian. Tại sao bạn không nhấn nút? Hơi bất ngờ đó bạn. Dạ, tại vì thật sự em rất là ghét đàn ông lười biếng. Với lại ảnh không có biết làm từ thiện, em thấy hai tụi em không có cùng chí hướng, thành ra em cũng người hơi ta chưa làm, chứ chưa làm mà. Không làm đâu. Và bây giờ mới thấy được cái việc làm từ thiện lợi hại cỡ nào. Phải biết đó, làm từ thiện sớm ha. Thôi về tập làm đi rồi ta kiếm cơ hội sau. Bạn có buồn không? Buồn. Buồn đúng không? Một người phụ nữ rất thông minh, một cô gái cái tâm rất là tốt. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Biết đâu cái duyên lại tới đúng không? Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đến với phần quay số 5.